nhỏ ở Sài Gòn. Và buổi sáng này các bạn, hình ảnh thân quen ha các bạn ha. Đây là ma trận nè các bạn. Mình và vợ chồng mình phải hỏi thăm mọi người đang uống cà phê ăn sáng để biết đường đi ra chợ Bình Thới. Hưởng những giây phút ở Việt Nam. Món phở Kim Vân ở phường 3 quận 11 trên đường Lạc Long Quân. À, cô chủ quán phở Kim Vân ở đường Lạc Quân, số mấy địa chỉ mình là số mấy cô ha? 160 Lạc Long Quân. 160 Lạc Long Quân phường 10 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Món phở Kim Vân này nổi tiếng lâu đời ở đây đây trên đường Lạc Long Quân. Sáng nay vợ chồng mình sau bao nhiêu năm xa xứ không có dịp trở về để thưởng thức món phở này quá ngon. Nãy giờ đi mệt mà ăn một phở là thấy tỉnh táo cả người. Cảm ơn cô nhiều. Món phở này gần chợ Bình Thới đó các bạn, cái đường Long Quân gần chợ Bình Thới. Bên kia là phường 3 quận 11, nơi ở cũ của vợ chồng mình. Bây giờ vợ chồng mình vào nhà nhỏ em ở phường 3 quận 11 đi chơi với nó. Thì heo quay nè các bạn, vợ chồng mình rất thích ăn bánh mì heo quay. Nhớ lúc còn ở Việt Nam thì mỗi buổi sáng là vợ chồng mình ra đi mua bánh mì heo quay để ăn sáng. Giá hiện bao ổ bánh mì hiện nay là bao nhiêu vậy cô? 20.000 quá rẻ cô các bạn ơi. Miếng thịt heo quay nè, nè các bạn nhìn miếng heo quay của cô nè, ngon chưa? Ngon quá hả? Xe bánh mì này ở ngay số 174C đường Lạc Long Quân phường 10 quận 11 phải không? Không nên nói gì quên ha. Bên trong bánh mì thì gồm có thịt heo quay nè, rau cải nè, và cái nước chấm, quan trọng là cái nước chấm á, ngon lắm. Nam không có chỗ đi các bạn ơi. Rồi vào đây đường hẻm, đây là đường hẻm nhà nhỏ em. Nhà nhỏ em đây. Nhà hai vợ chồng nhỏ em mới sửa lại đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá. Ồ. Hết mấy tỷ. Đẹp này nó sắc nét hơn cái thằng gì trước. Sắc nét rồi, không có cái gì được. Đây. Ông xã ngồi trên cái xe cũ nè cho người em rồi. Vợ chồng mình về sớm cũ rồi các bạn. Đây cái hẻm này đường hẻm tắt mà mọi lập mình đi nhà mình đây. Cũng không có nhiều thay đổi. Lên các bạn ha. Rất quen thuộc đối với vợ chồng mình. Cũng 40 năm ở đây rồi, chứ ít ỏi gì đâu. Hẻm đâm ra rừng Nguyễn Văn Phú nè các bạn. Hẻm là hẻm 161B đường Lạc Long Quân phường 3 quận 11. Âm thanh phố phường quen thuộc các bạn ha. Hẻm 161B Lạc Long Quân. Tới rừng Nguyễn Văn Phú thì đã đổi thành là hẻm 106, tức là cái hẻm trước tới nhà mình đó các bạn. Khi mà ở đây mình rất thích ăn, ngon lắm các bạn. Bên đây là chung cư. Ngôi nhà cũ của mình đây. Mình đây xa xưa ra đây rồi, ngã tư quốc tế. Hoài à. Bình Thới Lạc Long Quân này các bạn. This is an intersection Bình Thới and Lạc Long Quân. Trường mầm non 10. Phường 10 quận 11. Trường tiểu học Phùng Hưng. Phường 10 quận 11. Nơi dạy vợ rồi là dạy cũ của vợ mình trước khi qua Canada này các bạn. Kế bên là trường Việt Mỹ. Đang bồi hồi với những kỷ niệm những ngày còn đi dạy học. Thành phố đang giải tỏa và xây dựng con đường này rộng hơn, gọi là đường Vành Đai Đầm Sen nè các bạn. Đó là trường mẫu giáo phường 3 quận 11. Vô đây đây. Khi con mình còn nhỏ mình gửi nó vô đây.
Bình Thới và cho mình trở Việt Nam. Cái dịp trở Việt Nam thì ghé vào đây để làm lễ tạ ơn với ông thần đình. Cận kề các bạn, người thành phố cũng làm kiệu chuẩn bị đón Tết rồi các bạn ha. Đáng chứ kinh nghiệm trong công tác xây dựng cầu đường Việt Nam là các bạn, xe ba bánh Trung Quốc chở một bồn nước và đi rải ra khỏi bị bụi. Sáng kiến của người dân Việt Nam chúng ta đó. Bình thường cũng phấn giờ lớn quá các bạn ha. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No strength.